Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới thời điểm này vẫn duy trì đà tăng khá tốt, hiện tại tăng gần 11 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,56%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.913,63 đô la Mỹ trên một ounce. Trong phiên này, có thời điểm giá vàng trên thị trường thế giới đã vọt lên ngưỡng 1.921,35 đô la Mỹ trên một ounce và đây cũng là mức cao nhất ở thời điểm hiện tại. Mức thấp nhất là 1.902,88 đô la Mỹ trên ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu giảm nhẹ và với tỷ lệ giảm là 0,19%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 96,861 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ và với tỷ lệ tăng là 0,32%, thời điểm này thì giao dịch ở mức 38.499,21 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu giảm và với tỷ lệ giảm là 0,71%, hiện tại đang giao dịch ở mức 1,953% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô vẫn giữ đà tăng, tuy nhiên đã giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Hiện tại còn tăng 1,635 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 1,76%. Hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang giao dịch ở mức 94,617 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sở dĩ giá vàng đảo chiều giảm vì thị trường chứng khoán phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Ông Biden đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hôm ngày 24 tháng 2 sau khi Moscow tấn công Ukraine. Các biện pháp cản trở khả năng kinh doanh bằng các loại tiền tệ chính, cùng với các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng và mức thử nghiệm 2.000 đô mỗi ao trong những phiên tới khi tình hình địa chính trị Nga-Ukraine còn căng thẳng. Theo một chuyên gia phân tích tài chính, vàng là tài sản an toàn cùng với đồng đô la Mỹ. Do vậy, thị trường chắc chắn sẽ chứng kiến vàng lập mức đỉnh mới trong thời gian tới, bởi nhu cầu trú ẩn an toàn đã hỗ trợ giá vàng, nhất là khi căng thẳng địa chính trị trên thế giới chưa lắng dịu và áp lực lạm phát vẫn cao. Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine cũng dẫn tới tình trạng lạm phát vì nó gây thêm áp lực lên giá hàng hóa, đồng thời gây suy thoái xét về quan điểm tăng trưởng. Giới phân tích tài chính cho rằng, trong khi xung đột ở Đông Âu đang tạo ra sự bất ổn về địa chính trị, thì mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu vẫn là giá tiêu dùng tăng mà các ngân hàng trung ương đang tìm mọi cách phải giải quyết. Mặt khác, Fed cũng không thể giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng đô la Mỹ, bởi Fed đã đi sâu rất xa so với đường cong lạm phát mà bất kể điều gì xảy ra ở Ukraine, họ đều phải tăng lãi suất. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể ở đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Thời điểm này, giá vàng SJC trong nước thì có một số hệ thống kinh doanh điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Còn với giá vàng SJC tại các thành phố lớn thì lại tăng rất mạnh quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.595.000, bán ra 6.685.000, tăng 1 triệu ở chiều mua vào và 1.200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 100.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào, 120.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.595.000, bán ra 6.687.000, tăng 100.000 ở chiều mua vào, 120.000 tại chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.595.000, bán ra 6.687.000, tăng 100.000 ở chiều mua vào, 120.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.550.000, bán ra 6.680.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.550.000, bán ra 6.680.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào, giảm 30.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.540.000, bán ra 6.680.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, giảm 70.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.540.000, bán ra 6.680.000, tăng 20.000 ở chiều mua, giảm 70.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.570.000, bán ra 6.670.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra.
Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.573.000, bán ra 6.669.000, tăng 23.000 ở chiều mua vào, giảm 51.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.590.000, bán ra 6.680.000, tăng 70.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.670.000, tăng 70.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.595.000, bán ra 6.687.000, tăng 100.000 ở chiều mua vào, tăng 97.000 tại chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm chiều hôm nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác tăng mạnh, tăng 1 triệu trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 1.200.000 ở chiều bán ra, hay là tăng 100.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua và tăng 120.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Hiện tại đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.595.000, bán ra 6.687.000. SJC Cà Mau mua vào 6.595.000, bán ra 6.687.000. SJC Huế mua vào 6.592.000, bán ra 6.688.000. SJC Bình Phước mua vào 6.593.000, bán ra 6.687.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.595.000, bán ra 6.685.000. SJC Miền Tây mua vào 6.595.000, bán ra 6.685.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.595.000, bán ra 6.685.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.597.000, bán ra 6.690.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.595.000, bán ra 6.687.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.593.000, bán ra 6.687.000. SJC Phan Rang mua vào 6.593.000, bán ra 6.687.000. SJC Hạ Long mua vào 6.593.000, bán ra 6.687.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.593.000, bán ra 6.687.000. Tiếp đến là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này, nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác không có điều chỉnh về giá, hiện tại thì vẫn đang neo ở mức cao. Cụ thể như sau, nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.470.000, bán ra 5.550.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.440.000, bán ra 5.520.000. Vàng 24K mua vào 5.355.3.000, bán ra 5.465.3.000. Vàng 18K mua vào 3.955.4.000, bán ra 4.155.4.000. Vàng 14K mua vào 3.033.5.000, bán ra 3.233.5.000. Vàng 10K mua vào 2.117.1.000, bán ra 2.317.1.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.